Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010 như đã kết luận tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng, căn cứ quy định số 181/QĐ-TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Căn cứ quy định số 260/QĐ-TW của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà.